một con gì. Ô, ốc gì mà to dữ vậy? Ốc giấm. Đây. Wow. Kim Sơn mến chào ngày mới hết tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em và nhóc Thắng với lại Bi Thắm sẽ đi kiếm hải sản để mà về chế biến một mâm hải sản siêu to luôn cả nha. Hiện tại thì tụi em đang có mặt ngoài biển rồi, cũng để chuẩn bị những cái dụng cụ đi săn bắt hết rồi cả nha. Chỉ một cái xô với lại móc sò phi, cái bay với lại hũ muối nữa cả nha. Bây giờ thì tụi em sẽ lên tiếp lên kia để mà săn bắt. Mấy hôm nay thì trời rất là động luôn, nên ghi tụi em cũng mắm trong bờ, không có đi lặn được. Nên em quay những cái video săn bắt hải sản nước cạn cho cả nhà cùng xem. Bí bí, tới đây, tới đây. Ồ, một con lứa. Có con lứa cả nhà. Ở đây em gặp một con lứa với lại một con sò mai. Đây là con sò mai nè, cầm em. Ồ, rất may gặp được một con lứa. Đây, con lứa này ăn ngon kinh khủng luôn cả nhà. Cái ruột nó rất là to luôn. Bỏ vô, có để mà nấu rồi á. Ôi, một con ốc nhảy nữa này. Nhảy được hả? Nhảy được. Ở đây em có gặp được một hang sò phi cả nhà. Đây nè, nó có hai lỗ thở như thế này. Đó, nó đang lên đó cả nhà. Ồ, con này rất là to luôn. Đây. Ồ, thịt của nó này. Những con này mà tí nữa mình về nấu ăn là hết sảy luôn á. Cho một tí nước vô để tí coi thử nó có rè két bớt không. Từ xe thì em đã gặp được một con sò mồng cả nhà. Nó đang thở này. Sò này giá trị nó cũng rất là cao. Nó nổi luôn biết. Mồng hả? Ờ. Đụng vô. Đụng mà cầm rút lên à. Được không? Được. Ồ, Bi Thắm bắt được một con sò phi cả nha. Wow. Con thứ mấy rồi? Thứ ba. Thứ ba rồi hả? Không. Ờ, nhưng con này chắc hơi nhỏ. Nè. Ồ. Ruột nó rất là nhiều luôn. Chò, con này. Ồ, còn sống nè. Sò đỏ cả nha. Ồ, một con sò phi cả nha. Con thứ tư rồi. Con gì? Con sò, con gì? Hả? Đâu? Con sủng. Sủng hả? Ồ, Bi Thắm gặp được một con sủng sọc xanh cả nha.
đây bắt về à, tí chế biến luôn nha. Đây tiếp, cầm em. Đó. Tôi bỏ vô rồi, biết không? Đi 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 đi. Gì vậy? Wow. Một con gỉ. Em đi đẹp được một con gỉ xanh cả nha. Wow. Đây. Ê, tí nữa có nấu rồi. Ô, con gì nữa đây? Một con sò đỏ còn sống này, quá là đẻ luôn. Ô, một con ốc cả nhà. Đây này, ha, một con ốc giấm. Ô, ốc gì mà to như vậy? Ốc giấm. Wow. Rất là to luôn cả nhà. À, hình như ốc giấm ăn giòn ha. À. Ăn nó hơi chua chua á, quá là đẻ luôn. Nên một tên nó gọi là giấm. Đi từ thôi, đi từ thôi. Ở trước con gì ạ? Đây nè. Diệm, lặt mấy con diệm này đi. Wow, ở đây em lại gặp được một con gì xanh này cái nhỉ. Đó. Ồ, mới đây mà nó đẻ vui mất rồi này. Đây. Ồ. Con được con thứ hai kìa nha. Đây này. Vừa nãy em đẻ bắt được một con. Giờ được một con nữa. Ồ. Đây. Đi một tí nữa thì mình bắt đầu về chế biến là được rồi. Wow, ở đây em gặp được một con gì xanh nó bị mắc cạn khô luôn rồi cả nhà. Con gì này là con gì mái nha. Đây nè, gì mái kia yếm rất là to luôn. Tí. À, mới nãy sóng đánh tách biệt cồn được một con cái đục cả nhà. Thấy còn tươi nên em lượm về luôn. Đi em. Hiện tại thì cũng khá là nhiều hải sản rồi cả nhà. Bây giờ em sẽ dọc theo những cái cồn trắng này để mà đi trên đường về thì em bắt thêm một ít ốc móng tay nữa nha. Đi. Dạ. Ở đây có những dấu nước ốc nó phun nè cả nhà. Đây nè, hình như đây là một con sò đỏ. Ô, đưa anh coi coi ốc móng tay cả nhà. Em lấy muối. Rồi bỏ xuống đi. Được à, tưởng là một con sò đỏ, ai ngờ là một con ốc móng tay cả nhà. Đó. Wow, con này rất là to luôn. Xô rồi em. Cầm muối với bay đi. Trời, lúc nãy rất là gió nên rong nó bứt nó tấp vô rất là nhiều cả nhà. Một hang tôm tít vàng cả nhà. Hôm nay thì không có xẻng nên em phải dùng cái bay này để đào rồi. Phải càng càng cho nó dễ đào.
Ôi, rất là may mắn, nằm cũng hơi cạn. Con này à, rất là to này. Đủ loài hải sản luôn. Rất may là định gặp được một hang tôm tít. Đây cả nhà. Xách đi em. Lại là một hang ốc móng tay cả nhà. Từ từ nha. Đó, nó nằm ở trên luôn nè biết. Đó. Để nó thấm nước đi, coi coi coi. Nó thấm một tí thôi. Đó. Bắt đi em. Bỏ vô. Cầm hũ muối đi em. Hiện tại thì chỗ của em bây giờ mưa cũng bắt đầu râm râm rồi cả nhà. Thành quả của em săn bắt ngày hôm nay nè cả nhà, 1 giờ đồng hồ săn bắt. Bây giờ em sẽ luộc sơ nó để mà làm sạch cát rồi mới bắt đầu chế biến ăn nha cả nhà. Rồi, đưa cái nắp ra. Dạ. Này. Wow. Sắp chín rồi cả nhà. Thơm quá cả nhà. Đưa cái nắp muối chấm này. Rồi, giờ em cũng mời cả nhà cùng thưởng thức bữa ăn nha. Đây là muối muối chấm thần thánh. Rồi. Ăn đi em. Tí ăn cái gì con vị nha. Ăn thử đó hả? Đây là sò mai sọc xanh cả nhà. Rồi, em cũng mời cả nhà nha. Em cũng mời cả nhà nha. Ừ. Chấm để quá. Wow. Cái đây là cái cồi của nó này. Ngon. Ngon. Ừ. Wow, gì giặt không nha cả nhà. Bỏ còn lại một tí nữa ấy nha. Ồ, múc một miếng nước húp đẻ lắm. Húp ngon lắm. Đây là ốc sò phi cả nhà. Em mời cả nhà nha. À.
smile không? Đây là ốc giấm, rất là to luôn cả nhà. Con này phải có đồ cậy không? Lấy cái kèn. Cái kèn. Đây là ruột ốc giấm cả nhà. Mời cả nhà nha. To quá ha. Rất là to luôn. Rất là ngọt. Em ăn thử một miếng nha. Rất là ngon luôn. Vì toàn là gạch thôi cả nhà. Nè, tí ăn một miếng gạch nè. Wow, rất là ngon luôn. Ngon quá. Xào mồng cả nhà. Ăn đi. Hào hương. Cứ ăn đi em. Ồ. Quá là đẻ luôn. Sò cũng mít cả nha. Wow. Quá là đẻ luôn. Nó ngọt một cách tự nhiên luôn á. Để em tí. Để. Quế là ngon hơn. Đây, anh làm một con ốc mít nữa này. Bị thắm làm một con sò phi đi em. Sò phi đó. Wow, gạch vàng luôn cả nha. Tí làm con sò phi nè em. Khá không? Ngon. No luôn không? Wow, con sò phi này rất là to cả nha. Đây. Bị thắm hút một con này. Wow, để như vậy. Quá là ngon luôn. Đây là một con nữa. Nên bắt sò phi ăn rất là ngon cả nhà. Dai, ngọt. Nó ngon. Dai mà nó ngọt. Thấp nước, nước ngon ngọt. Để nước quay để. Còn một con này. Wow, thịt không này. Trắng. Wow. Ở cho hết đi. Ăn phải ăn cho cạn luôn. Quá là ngon. Rồi nó biếu quá. Rồi giờ thì tụi em cũng quá là no luôn cả nha. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi hết video này nha. Giờ thì em và Bi Thắm với Nhóc Tí cũng chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo mọi người nha. Giờ thì bye bye mọi người. Thôi chuẩn bị dọn. Let's go.